Bonjour, bienvenue à notre chaîne Postcard de Vité Rouge. Xin chào các bạn đến với kênh Postcard của Vité Rouge. Đối với lại trình độ nghe A2, A1 thì có một số bạn thì giải quyết cái kỹ năng nghe nó rất là dễ. Nhưng mà đôi khi với một số bạn thì nó sẽ là một cái gì đó rất là khó, nó là cực hình. Về cái vấn đề là khi mà chúng ta nghe hiểu, chúng ta cần chú ý tới những cái yếu tố nào? Các bạn sẽ thấy là ở tất cả những cái nghe IELTS, nghe TOEIC hay là nghe DAMF, nghe TCF, những cái chia sẻ mà nó chỉ có 1 phút, 2 phút ở trên mạng hoặc là những cái bài viết thì chúng ta hơi bị lạm dụng về cái chữ phương pháp. Phương pháp thì quy hoạch hóa thành một cái lộ trình có từng bước rõ ràng. Nó cần có một cái nguồn tài nguyên để chúng ta khai thác. Phương pháp thì nó sẽ hướng tới không phải là chỉ là một câu đúng, hai câu đúng, mà nó sẽ là một cái hiệu quả về lâu về dài. Và sau đó thì gọi là làm chủ phương pháp. Cái việc mà chúng ta làm chủ từng cái kỹ năng một, nó cũng có một chút xíu nhỏ, rất rất nhỏ về cái chuyện là năng khiếu. Có những người chỉ cần chỉ qua một lần họ làm được, nhưng mà có những người thì sẽ phải mày mò rất là lâu. Hiện tại thì các bạn có thể xem một series ngắn ở trên Instagram hoặc là YouTube hoặc là trên TikTok khoảng 10 ngày để ôn tập nước rút cho A2. Video này thì nó sẽ là một cái bài tập cho các bạn. Chúng ta đang cùng nhau tập trung vào đó là chuyện là làm sao để nghe và cải thiện cái tốc độ hiểu và chi tiết hóa. Ví dụ như bài đó 10 câu thì làm sao để mà mình nghe xong, mình hiểu cái câu đó, mình nhớ cái câu đó. Muốn cho nó đơn giản ấy, dễ thôi, là chúng ta nghe 10 cái câu đó rời ra, là chúng ta thử thực hành trên bài vài chục câu, rồi sau đó chúng ta sẽ áp dụng cho những cái bài khác. Còn về chi tiết thì ví dụ như trong một cái khóa học ấy, thì nó sẽ bao gồm cả những cái vấn đề như là phân tích về ngữ pháp, phân tích về từ vựng, làm thế nào để sâu chuỗi nhiều cái phần kiến thức khác nhau. Thực ra A2 thì cũng có những bạn thi được, nhưng mà xét về cái chi tiết của trình độ đó ấy, thì đôi khi các bạn hơi bị kiểu nhảy cóc quá. Đòi hỏi của các cái trường, ví dụ như là dạy dự bị tiếng hay là đòi hỏi về cái tiêu chuẩn của cái trình độ ấy, thì dần dần người ta cũng phải khắt khe hơn. Cái cơ bản ấy, chúng ta càng nhồi càng kỹ, chúng ta càng chắc chắn, gần như đến lúc mà mình có thể dạy được cái cơ bản cho người khác một cách chi tiết, có thể trả lời được cho người khác những cái vấn đề về mặt chi tiết và rất tự tin. Mình thấy nó có một cái điểm như này là những cái bạn mà đi nước ngoài thì khoảng 3 năm, 4 năm thì những bạn nó hay lên tiếng vì cái chuyện là nghe nước ngoài như nào, nói chuyện với nước ngoài làm sao, đây thì nó như thế nào. Về cái trải nghiệm sống ở nước ngoài khi mà nghe và làm quen với cái môi trường bản xứ nó như thế nào, dễ gây áp lực cho những cái bạn mà sắp đi học là đi ra nước ngoài là phải như thế như thế. Mình chỉ muốn khuyên các bạn một điều rất là chân tình, đó là tất cả những cái gì ở cơ bản ấy, kinh nghiệm của mình và nó đã được áp dụng cho ít nhất là khoảng 5 bạn đang làm việc ở Pháp. Tức là các bạn cũng đi học từ Việt Nam và các bạn ấy đang làm việc ở Pháp, đưa cho các bạn một vài lời khuyên, những cái cực kỳ cơ bản như thế thì các bạn áp dụng và làm được. Không muốn làm thì cũng sẽ mặc định là nó không đúng. Các bạn đã xuất phát ngay từ điểm ban đầu là tưởng có cái cách nào dễ hơn, ba cái trò vớ vẩn cơ bản nên các bạn không chấp, kiểu kiểu thế. Thì nếu như các bạn đã mặc định ngay từ đầu như thế thì có thêm một người nói nữa thì nó cũng không không thuyết phục được. Bản thân bài tập này ấy, thì các bạn đang ở Pháp này, nếu như mà các bạn đang bị mắc kẹt ở cái chuyện là không nghe được, học dự bị tiếng chẳng hạn, và cái thời gian đầu các bạn bị sốc. Hy vọng là cái video này nó sẽ giúp cho các bạn làm rõ được một chút chút. Cái cần thiết nhất đối với các bạn là sự kiên trì. Còn khi mà các bạn đã bấm vào nghe, các bạn cảm thấy thử được, thì các bạn sẽ cố gắng duy trì cái cách làm này đối với những cái bài khác. Cái thực tế là mình phải dừng, dừng rất là nhiều, và phải tua đi tua lại rất là nhiều một vài chỗ, rồi sẽ phải viết đi viết lại. Trên cái bản nháp đó nó không có cái gì mà gọi là kiểu chỉn chu được như trên cái video mà các bạn thấy. Thì đó là thực chất của cái việc là thực hành chính tả. Với cái bài tập thì chúng ta sẽ làm như nào? Các bạn cần có một tờ giấy A4 đi. Mục đích là chúng ta tập trung vào cái kỹ năng nghe hiểu và nghe nhớ được cái ý đó, xong rồi mình hiểu, rồi mình nghe tiếp. Nếu như muốn kiểm tra được là mình đang làm được tốt chưa thì các bạn cần có cái tờ giấy để làm xong nhiều câu chứ. Rồi mình mới đối chiếu lại, nghe một chút thôi rồi dừng lại, suy nghĩ, hiểu ra được cái ý rồi nghe tiếp. Các bạn ghi được cái câu tiếng Pháp thì càng tốt, mình có thể viết ở bất kỳ dạng nào cũng được. Mình chỉ là trung thực với lại khả năng hiểu của mình thôi và ghi nhận của mình thôi. Nếu bây giờ mình có giấy rồi, có bút rồi thì chúng ta sẽ thử. Mình lưu ý với các bạn là sẽ có những câu nó ngắn,
nó dễ ở lúc đầu, nhưng mà dần dần về sau thì nó sẽ phức tạp hơn một chút. Je suis étudiant. Je suis étudiant. Le professeur est au bureau. Le professeur est au bureau. Lundi, nous allons à la piscine. Lundi, nous allons à la piscine. Cette semaine, ma famille organise une fête. Cette semaine, ma famille organise une fête. Mon ami achète un nouveau pantalon et une nouvelle chemise. Mon ami achète un nouveau pantalon et une nouvelle chemise. Cette chambre est trop large pour deux personnes. Cette chambre est trop large pour deux personnes. À, như vậy chúng ta sẽ có cái phần đáp án ở đây cho các bạn dò với 5 câu đầu tiên. Tôi là sinh viên, nam sinh viên. Giáo sư đang ở văn phòng. Vào thứ hai, chúng tôi đi đến bể bơi, đi bơi, có thể nói ngắn gọn như thế. Tuần này gia đình tôi tổ chức một bữa tiệc. Bạn tôi mua một cái quần mới và một cái áo mới. Chúng ta chú trọng vào cái chuyện hiểu cái chính tả phải đúng 100% thì cái đó chúng ta sẽ giải quyết chi tiết thêm một chút. À, tiếp theo, thì câu bây giờ nó sẽ dài hơn chút nha. Cette chambre est trop large pour deux personnes. Cette chambre est trop large pour deux personnes. Nous prenons le train pour aller à Avignon. Nous prenons le train pour aller à Avignon.
các bạn không cần phải cố gắng nghe được chính xác tên riêng. Trung bình của B1 thì người ta không đòi hỏi quá nhiều về cái tên riêng. Nhưng mà nếu như mà các bạn biết nhiều cái tên bằng tiếng Pháp, từ tên thành phố, tên địa danh, tên danh nhân, tên hãng thời trang các thứ, thì các bạn sẽ dễ tiếp xúc với những cái thông tin, ít nhất là mình phân biệt được một vài cái chi tiết đó mà không cần phải nỗ lực quá nhiều. À, ở đây ấy, thì chúng ta hiểu tạm thời là ví dụ một nơi chốn, một thành phố, một cái tên sơ sơ như thế. Un kilo de pommes de terre coûte 4 euros. Un kilo de pommes de terre coûte 4 euros. La fête de la musique est un événement important de notre ville. La fête de la musique est un événement important de notre ville. Dans ce quartier, les restaurants ouvrent à 9h du matin. Dans ce quartier, les restaurants ouvrent à 9h du matin. Chúng ta có phần giải thích cho 5 câu này là: căn phòng này nó quá rộng cho 2 người. Chúng tôi bắt tàu để đi tới Avignon, một thành phố ở phía nam của Pháp. Một ký khoai tây có giá là 4 euro. Ngày lễ hội âm nhạc là một sự kiện quan trọng của thành phố chúng ta. Trong khu phố thì các nhà hàng sẽ mở cửa vào lúc 9 giờ sáng. Sang đoạn tiếp theo, bây giờ câu lại dài hơn chút nữa. Bây giờ người ta có chia động từ ở thì quá khứ hoặc là bị động. Nous avons mangé une grande part de poulet rôti au restaurant ce midi. Nous avons mangé une grande part de poulet rôti au restaurant ce midi. Il a trouvé sur Internet un site web pour acheter des livres. Il a trouvé sur Internet un site web pour acheter des livres. Mes parents sont partis à Milan la semaine dernière. Mes parents sont partis à Milan la semaine dernière. Le train est annulé à cause du mauvais temps.
Le train est annulé à cause du mauvais temps. Les étudiants préparent pour l'examen de géographie et de français. Les étudiants préparent pour l'examen de géographie et de français. Đối với 5 câu tiếp theo chúng ta sẽ có: chúng tôi đã ăn một phần gà roti lớn ở nhà hàng vào trưa nay. Anh ấy đã tìm thấy trên Internet một trang web để mua sách. Bố mẹ của tôi đã xuất phát đi Milan tuần vừa rồi. Tàu đã bị hủy vì lý do là thời tiết xấu. Các sinh viên chuẩn bị cho kỳ thi môn tiếng Pháp và môn kinh tế. Dans le village, les habitants cultivent des cerisiers et des pommiers. Dans le village, les habitants cultivent des cerisiers et des pommiers. Nous passons de journée à Milan. C'est une belle ville italienne. Nous passons de journée à Milan. C'est une belle ville italienne. Le chanteur va présenter son nouvel album après le concert à Paris. Le chanteur va présenter son nouvel album après le concert à Paris. Le jeune homme travaille dans un petit café. Il est serveur. Il travaille tous les soirs. Le jeune homme travaille dans un petit café. Il est serveur. Il travaille tous les soirs. Les Japonais aiment beaucoup la nature. Ils font souvent des gâteaux en forme de fleurs et de fruits. Les Japonais aiment beaucoup la nature. Ils font souvent des gâteaux en forme de fleurs et de fruits. Chúng ta có phần giải thích cho 5 câu này là: trong làng này
người dân trồng cây anh đào, cây cherry và cây táo, cerisier và pommier. Tiếp theo chúng ta có là chúng tôi trải qua 2 ngày ở Milan. Và đây là một thành phố tuyệt đẹp của Ý. Ca sĩ sẽ giới thiệu album mới sau buổi hòa nhạc ở Paris. Người thanh niên trẻ làm việc trong một quán cà phê nhỏ. Anh ấy là phục vụ bàn. Anh ấy làm việc tất cả các buổi tối, chiều tối. Người Nhật họ thích thiên nhiên, họ yêu quý thiên nhiên vô cùng. Nên là họ thường xuyên làm những cái bánh mà có hình của hoa này hoặc là hình trái cây. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nghe 5 câu 1 câu hỏi. Chú ý rằng ở cuối người ta sẽ lên giọng một chút. Le musée sera fermé à quelle heure? Le musée sera fermé à quelle heure? Le dentiste revient quand? Le dentiste revient quand? Tu peux me donner ton adresse? Tu peux me donner ton adresse? Tu as combien de frères et sœurs? Tu as combien de frères et sœurs? Pourquoi tu ne vis pas avec tes parents? Pourquoi tu ne vis pas avec tes parents? Chúng ta có phần giải thích cho 5 câu này là khi mà các bạn nghe câu hỏi thì các bạn phải chú ý rằng là người ta hỏi tại sao, ở đâu, như thế nào, thì mình phải cho nó ra được ý của cái câu hỏi. Chúng ta viết theo cái kiểu là tường thuật lại cũng được, hoặc là mình sẽ viết nó ra được câu hỏi càng tốt. Câu đầu tiên là bảo tàng sẽ đóng cửa vào lúc mấy giờ. Câu thứ hai là nha sĩ sẽ trở về khi nào. Câu tiếp theo là bạn có thể đưa cho tôi địa chỉ của bạn được không? Bạn có bao nhiêu anh và chị em? Tại sao bạn không sống với bố mẹ bạn? Vous pouvez baisser un petit peu le prix? Vous pouvez baisser un petit peu le prix? Est-ce qu'il y a d'autres couleurs pour cette chemise?
Est-ce qu'il y a d'autres couleurs pour cette chemise? Vous aimez manger du poisson avec quelle sauce? Vous aimez manger du poisson avec quelle sauce? Quelles sont les dimensions de cette étagère? Quelles sont les dimensions de cette étagère? Tu peux venir avant 19h pour m'aider? Tu peux venir avant 19h pour m'aider? Năm câu tiếp theo chúng ta có là ông bà anh chị có thể giảm giá một chút xíu được không? Với cái áo sơ mi này thì còn màu khác không? Anh chị, ông bà thích ăn cá với loại sốt nào? Đâu là kích thước của cái kệ này? Bạn có thể đến trước 19 giờ để giúp đỡ tôi được không? Trong video postcard này thì chúng ta sẽ có khoảng 40 câu. Nó sẽ được trải rộng ở nhiều cái dạng câu khác nhau. Thì các bạn có thể thực hành đi, thực hành lại. Và nếu như mà lần đầu mình làm mà mình được khoảng 20 trên 40 là cũng được 50% rồi. Đối với một số bài thì nó sẽ còn có cái yếu tố từ vựng nữa. Thì chúng ta phải bổ sung thêm. Những cái câu cuối cùng ấy thì nó sẽ là dưới dạng mệnh đề ghép. Và chúng ta biết một vài từ như kiểu chữ pour, để, mẹ, nhưng, alors, vậy nên là, donc, vậy nên, hoặc là puis, sau đó, tiếp đó, hay là parce que, bởi vì kiến thức cơ bản về những cái mệnh đề ghép của A1, A2. Le dimanche, il pleut toute la journée. Je reste dans mon lit sans manger. Le dimanche, il pleut toute la journée. Je reste dans mon lit sans manger. Tu ne peux pas prendre le train parce qu'il y a un accident. Tu ne peux pas prendre le train parce qu'il y a un accident. Il parle, mais les autres ne l'écoutent pas et il commence à crier plus fort. Il parle, mais les autres ne l'écoutent pas et il commence à crier plus fort.
Nous allons à Paris, mais ce jour-là, il fait très froid et on n'apporte pas des vêtements chauds. Nous allons à Paris, mais ce jour-là, il fait très froid et on n'apporte pas des vêtements chauds. Elle veut des croissants, mais il n'y en a plus. Elle veut des croissants, mais il n'y en a plus. Nous avons 2 jours de repos après un long voyage au Portugal avec nos collègues. Nous avons 2 jours de repos après un long voyage au Portugal avec nos collègues. Chúng ta có câu dịch hiệu cho những câu còn lại này là ngày chủ nhật trời mưa suốt cả ngày. Tôi cứ ở lì trong giường mà không ăn uống gì cả. Bạn không thể bắt chuyến tàu được bởi vì có một vụ tai nạn. Cậu ấy nói nhưng mà người khác không nghe cậu ấy. Ne l'écoute pas. Le này chính là cậu ấy, anh ấy. Và thế là anh ta bắt đầu hét lên to hơn. Crier plus fort. Không liên quan gì đến động từ cry trong tiếng Anh là khóc nha các bạn. Nó là hét. Chúng tôi đi Paris nhưng mà ngày hôm đó thì trời rất là lạnh. Mà chúng tôi lại không mang quần áo ấm. Thì nous và on thì nó có thể là 2 đại từ dùng thay thế cho nhau. Cô ấy muốn bánh croissant, bánh sừng bò. Nhưng mà không còn nữa. Pour avoir des informations de secours, vous pouvez téléphoner au numéro 06 36 26 36 26. Pour avoir des informations de secours, vous pouvez téléphoner au numéro 06 36 26 36 26. Il va chez le dentiste et il y reste déjà 3 heures. Il va chez le dentiste et il y reste déjà 3 heures. J'aime les livres de cet auteur parce que les personnages sont très intelligents. J'aime les livres de cet auteur parce que les personnages sont très intelligents. Elle ne peut pas aller en France car elle n'a pas de visa.
elle ne peut pas aller en France car elle n'a pas de visa. Năm câu cuối cùng của cái postcard này là: chúng tôi có 2 ngày nghỉ ngơi sau một chuyến du lịch dài ở Bồ Đào Nha với đồng nghiệp của chúng tôi. Để có thêm thông tin về cái khóa học này, các bạn có thể gọi điện đến số 0636263626. Anh ấy đi đến chỗ ông nha sĩ và đã ở đó tới 3 tiếng đồng hồ. Tôi thích những cuốn sách của tác giả này bởi vì các nhân vật rất là thông minh. Cô ấy không thể đi Pháp bởi vì cô ấy không có visa. Đó là tất cả những cái câu ví dụ trong tập postcard này. Cảm ơn sự chú ý của các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo trên kênh Viti Rouge. Merci, au revoir.